Xin chào các điệp viên. Quý bà Emma là một doanh nhân bất động sản có tiếng. Chiều qua, bà ấy mới mất một chú chó cưng tên là Mèo, là giống chó poodle lông trắng. Hãy đến để giúp đỡ bà ấy. Chúc các cô may mắn. Giờ việc cần làm là tìm mèo con của tôi. Con tôi siêu cu te siêu ngoan cứ sao bị trộm. Bà từ từ kể lại sự tình bằng tôi giúp cho. Lần cuối tôi gặp mèo là vào chiều nay đó. Tôi định cho mèo sang dạo công viên chút xong, nhớ ra quên khẩu trang. Tôi về lấy xong chạy ra mặt tôi bên mèo yêu quý. Hay là ta trách cam đi. Tôi vừa mở ra xem thì nó hỏng rồi còn đâu. Ôi cần gì xem, chắc bọn exciter rồi trẻ trâu. Khi mèo mài chơi ngoài vườn tung tăng với mấy trẻ la hoa, hai trẻ trâu đã thấy và phi vào bằng exciter bắt luôn mèo nhà ta. Khu này là an ninh chặt, không cho ai lại vào ra. Chỉ còn khả năng nhà hàng xóm đã lấy của bà. Mèo nhà bà bị trộm vào khoảng thời gian rất nhanh, mà người thường chạy thì 5m trên giây là cùng. Vậy chỉ còn trường hợp vài nhà gần đây lấy thôi. Bà cứ nhìn có đối tượng nào là khả nghi không. Tôi nhớ ra bà Lê, người gì trông thấy ghê. Ôi quê ơi là quê, tôi đây không thể mê. Bà ta rất thích ăn thịt chó. Hey, một hai hít sâu nào. Hai, chào bà nha, tôi vừa khu này chiều qua. Tôi chào bà, tôi tê trà, chúng ta cùng làm quen. Hay vào nhà tôi ăn nhậu, tôi mới mua con cây rất ngon. Ghê thèm ghê quất luôn đê. Ôi trời lạnh như giờ mà có miếng đây vào thì phê. Thịt cây thì tôi đây chịu, sao thế ngon mà bà ơi. Tôi bệnh bà ơi, đang bị gút phải kiêng ăn thịt chó mà. Không phải rồi. Người đáng nghi thứ hai là thằng Nam ở đối diện nhà tôi. Nó có tính ăn cắp vặt, ăn cắp bao nhiêu thứ nhà tôi rồi. Giờ phải tìm cách tiếp cận hắn ta. Tao bị dị ứng lông chó rồi, nó nhìn là chạy mất dép đấy. Lâu chàng trai pearl, công chúa bé bự phải hầm. Ôi người đẹp xinh tuyệt vời, anh cũng rất là chịu chơi. Eo bọn này kinh pearl, ôi cút nhanh lên nhà nó đi. Ta làm văn free fire đi. Game này nghiện ghê anh nhỉ, cái rolling chạy cực nhanh. Em chạy vào kia đi vợ, xong em cả tường băng. Ôi thật là hay, bao lâu chưa thấy vui như này. Chay đầu tháng cuối tuần đi spa, không ăn cắp người thân bạn bè thì được mỗi người trên 3 lần. Đã ăn cắp là phải yêu nghề, đã ăn cắp là phải đam mê, đã ăn cắp là phải niềm nở nếu bị phát hiện phải giả vờ ngây thơ. Giúp đỡ đồng đội khi khó khăn, giúp đỡ trẻ em đi xin ăn ngoài đường, đi ăn trộm tránh mấy chỗ gần phường. Và luôn luôn nhớ là không được ăn trộm chó. Chó là để yêu, là để thương, không để giết. Nếu ăn trộm chó là lại trộm ngu si. Không phải hắn rồi. Người thứ ba là cô Sa ở ngã ba đầu đường. Cô ấy bị mất một con chó y hệt, nên rất hay sang chơi với con chó nhà tôi. Xin chào, hình như cô đặt thức ăn cho mẹ phải không? Chắc là bọn cô nhầm rồi, tôi có đặt đồ gì đâu. Đã lâu rồi không nuôi gì, chó của tôi mất cả tháng này. Ôi làm sao nó mà dậy. Đó là một câu chuyện buồn, tôi thấy hối hận cực luôn. Thôi chỉ đừng khóc nữa mà, khó quá thì mình bỏ qua. Khiến từ bọn hâm, không không anh đừng hiểu lầm. Tôi chưa
mất mẹ là bực mình nha. Tôi nhạy cảm quá mặc dù xin lỗi đây không phải của tôi. Ôi thật ngại ghê, xin phép cô chúc tôi đi về. Việc cần làm là tìm mèo con của tôi.